Bà con, ngày hôm nay tổng đài 1900-6145 của chương trình cũng đã tiếp nhận được một câu hỏi đến từ khán giả có tên là Nguyễn Tấn với số điện thoại 0359 3 số cuối 385 ở Nghệ An. Khán giả hỏi như sau. Châu đang có thai 5 tháng, có biểu hiện sốt cao 40,7 độ C. Châu đã sốt tới 3 ngày hôm nay và khán giả đã tiêm Biotera hạ sốt ký sinh trùng máu cho Châu nhưng vẫn không cải thiện được tình trạng. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Chúng tôi xin mời tiến sĩ Vũ Ngọc Sơn tư vấn câu hỏi này. Vâng, thưa anh Tấn. Cái dấu hiệu của cái sốt cao 41 độ thế kia thì nó sẽ nằm ở trong một số các cái bệnh đối với châu bò. Thứ nhất đó là bệnh viêm phổi. Nhưng mà dấu hiệu của viêm phổi ngoài cái hiện tượng sốt như thế thì con bò nó phải có hiện tượng chảy nước mũi. Nếu anh không thấy hiện tượng chảy nước mũi thì có thể bỏ qua viêm phổi. Đó là cái thứ nhất. Bệnh thứ hai là có thể là bệnh tụ huyết trùng thì cũng có dấu hiệu của viêm phổi nhưng mà lại lưỡi thè ra. Thế và đặc biệt là cái hạch cổ nó phải nổi lên. Anh kiểm tra nếu không có dấu hiệu của hạch cổ nổi lên, lưỡi không thè ra và không khó thở thì có thể bỏ qua tụ huyết trùng. Nhưng mà nó cũng có dấu hiệu của sốt. Đấy, bệnh thứ ba là bệnh ký sinh trùng đường máu. Thì bệnh ký sinh trùng đường máu nó lại có ba cái thể khác nhau. Thứ nhất là nhiễm tiên mao trùng thì con bò nó phải có biểu hiện thần kinh đi vòng tròn, tức là nó đi theo cái kiểu vòng tròn này. Tiếp theo đó là mắt của nó phải viêm đỏ. Đó, thì đó là cái biểu hiện của tiên mao trùng. Thể trạng con bò gầy hoặc có thể là không gầy nhưng mà chắc chắn là sẽ không béo. Đấy, nếu mà bị ký trùng thì chắc chắn là không béo. Bò là gầy hoặc là hơi gầy một chút. Đó là thì tôi nói như thế để anh nhận thức cho nó rõ mà. Vì chẩn đoán bệnh nó phải dựa trên triệu chứng. Nếu mà triệu chứng chưa hiểu lơ mơ thì sẽ không đoán được bệnh. Thì trường hợp thứ nhất là nếu như mà chúng ta nghi nó là bệnh ký sinh trùng đường máu thì nếu như nhiễm tiên mao trùng thì dấu hiệu của con bò nó phải là biểu hiện của thần kinh, tôi nhắc lại như thế. Và anh kiểm tra nếu mắt niêm mạc của nó là phải đỏ. Thế và con bò nó phải thể trạng gầy. Đó là dấu hiệu thứ nhất là bệnh tiêm mao trùng. Thứ hai của bệnh ký sinh trùng đường máu đó là bệnh lê dạng trùng thì cũng sốt như anh mô tả. Nhưng là biểu hiện là nước tiểu của nó phải có màu đỏ. Đấy, chúng tôi gọi là nước tiểu màu đỏ đấy. Đấy, đi phân nhão nhưng mà trong phân thì có kèm theo máu. Đấy, thì chúng ta khẳng định nó là bệnh lê dạng trùng. Thứ ba nữa là bệnh biên trùng, cũng là ký trùng đường máu, nhưng lại khác hẳn với hai cái bệnh trên, tức là nó ở cái dạng bần huyết. Thì chúng ta vạch cái niêm mạc mắt của nó ra, chúng ta thấy nó nhợt nhạt. Đấy. Thì và thể trạng kèm theo con trạng thể bò. Thì nếu mà anh kiểm tra nếu có sốt cao và nó nằm một trong ba cái trường hợp về bệnh ký sinh trùng đường máu như tôi vừa nói thì chúng ta chắc khẳng định nó là ký sinh trùng đường máu. Thế bây giờ về thuốc thì anh mới tiêm được cái Biotera thì silin thôi. Thì thuốc này thì nếu như gặp phải cái viêm phổi, gặp phải coi như là cái tụ huyết trùng thì bệnh sẽ khỏi. Đấy, nhưng mà phải tăng liều lên và phải thêm các cái thuốc khác nữa, ví dụ như tiêm kanamycin hoặc là tiêm streptomycin. Thì đối với bệnh viêm phổi hoặc là bệnh tụ huyết trùng thì nó mới khỏi. Đấy, còn nếu mà chỉ có dừng ở cái Bioteta thì sợ hàm lượng không đạt yêu cầu thì chưa chắc nó sẽ khỏi, mà mình phải tiêm đúng liều lượng, phải tiêm đúng liều trình. Đấy, cho nên là cái việc sử dụng liều là rất quan trọng. Vì đối với cái con trâu bò khác với con vật khác là mình phải xác định được cái khối lượng của con trâu. Thì nếu mà mình không xác định được khối lượng con trâu mà mình tiêm vu vơ là sẽ không đủ liều thuốc. Cho nên là đối với trâu bò thì nên mời bác sĩ thú y đến, người ta thăm khám, người ta tiêm thì nó sẽ chuẩn hơn là tự gia đình mình tiêm, bởi vì mình phải xác định được khối lượng. Chứ nếu mà tiêm không đủ khối lượng thì có nghĩa là tiêm dưới liều thì không bao giờ khỏi được. Thế còn nếu mà xác định nó là bệnh ký sinh trùng máu thì cái thuốc của anh tiêm thì nó không có tác dụng gì cả. Thế anh lại phải làm cái thuốc như của tôi trình bày ở sau đây. Đấy, là anh phải tiêm vitamin C, tiêm hạ sốt. Hai bệnh kia vẫn tiêm vitamin C, tiêm hạ sốt. Nhưng mà đối với ký sinh trùng đường máu thì mình phải dùng các cái thuốc đặc trị của nó đây này. Naganin này, thế rồi là Berenin này, thế rồi là Acriflavin này, thì mới khỏi. Thế còn cái bệnh tetanicillin thì không có tác dụng gì đối với ký sinh trùng đường máu. Đấy, thì vì cái trường hợp của anh là nó không rõ và tôi nêu ra 6 cái dạng bệnh như vậy thì anh sẽ soi vào cái tình trạng con bò của gia đình và anh trao đổi với cán bộ thú y xem nó là cái gì thì mình sẽ dùng đúng thuốc để nó sẽ khỏi.
còn nếu không thì sẽ không không có thể khỏi được. Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia Vũ Ngọc Sơn.